Thưa quý vị, Việt Nam hiện có hơn 120 bảo tàng, một con số không nhỏ so với các quốc gia trên thế giới. Ngoài chức năng trưng bày, giới thiệu hiện vật, các bộ sưu tập, hệ thống bảo tàng còn là nơi nghiên cứu, tìm hiểu của giới chuyên môn, là điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch. Trải qua hơn 7 năm xây dựng và phát triển, nhà trưng bày văn hóa Úc Eo này đã có một cơ sở vật chất tương đối khang trang, là nơi đón tiếp, giới thiệu, giáo dục và truyền thông về văn hóa Úc Eo. Nhà trưng bày văn hóa Úc Eo hiện cũng đang hướng đến nâng cấp, trở thành bảo tàng văn hóa Úc Eo trong tương lai. Hiện nay, tại nhà trưng bày văn hóa Úc Eo, thị trấn Úc Eo, huyện Thoại Sơn, Ban quản lý di tích văn hóa Úc Eo tỉnh An Giang đang lưu giữ khoảng 4.000 hiện vật tiêu biểu và hàng triệu hiện vật khác thu thập được qua các cuộc khảo sát, sưu tầm, vận động nhân dân hiến tặng, khai quật khảo cổ, chuyển nhượng. Năm 2023, đơn vị đã tiếp đón và phục vụ hơn 10.000 khách tham quan nhà trưng bày. Trừ thứ hai hàng tuần, nhà trưng bày mở cửa xuyên suốt, kể cả ngày lễ Tết, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của các chuyên gia, nhân dân, du khách. Nội dung trưng bày thường xuyên được đổi mới qua các năm, tư liệu hiện vật ngày càng được bổ sung phong phú, phản ánh sinh động giá trị to lớn của văn hóa Úc Eo ở khu di tích Úc Eo Ba Thê. Phải nói hôm nay là một cái buổi rất là thú vị khi mà có một chuyến đi công tác đến thăm và những cái vật thể được khai quật ở tại cái nhà trưng bày này. Một cái thời kỳ mà có một cái sự phát triển rất là rực rỡ của văn hóa Úc Eo từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 6. Tuy nhiên sau đó thì bị những cái đứt gãy của lịch sử và cái nền văn hóa này thì bị các cái nền văn hóa khác phủ lên, và bên cạnh đó là cái bụi thời gian, cho nên đến bây giờ thì cái vai trò của khảo cổ học đã tạo dựng lại được một cái nền văn hóa của cái khu vực Nam Bộ cùng với một cái thời kỳ nó phát triển rất là mạnh mẽ. Trong những năm qua, nhà trưng bày văn hóa Úc Eo đã tổ chức trưng bày các bộ sưu tập tư liệu, hiện vật. Qua việc trưng bày giới thiệu này, nhà trưng bày đã thu được nhiều lợi ích thiết thực, cụ thể là quảng bá cho đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước về văn hóa Úc Eo, góp phần nâng cao vị thế của đơn vị trong quá trình hội nhập và phát triển, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, nội dung, hình thức của các tư liệu hiện vật, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn các di sản văn hóa. Đến bây giờ chúng ta là những người thế hệ sau cũng phải có trách nhiệm để mà chúng ta sẽ dựng lại những cái giai đoạn lịch sử văn hóa gắn liền với cái vùng đất Nam Bộ này. Mình nghĩ rằng là những cái vấn đề lịch sử thì nó cần gần nó được sẽ được làm rõ thêm, và những cái buổi như thế này, những buổi đi tham quan, những cái buổi truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo chí, trên truyền hình, thế rồi là những cái buổi mà tham quan trực tiếp thì nó có một ý nghĩa rất là quan trọng để làm cho những thế hệ sau chúng ta sẽ tìm lại về lịch sử, tìm lại về quá khứ, và chính những cái điểm đó thì làm những cái bàn là những cái rất là quan trọng để chúng ta có những cái sự phát triển trong cái tương lai, trong cái xu thế hội nhập thế giới hiện nay. Hội nhập nhưng mà những cái bản sắc thì chúng ta vẫn giữ được đúng theo cái tinh thần của Đảng và Nhà nước ta. Theo Ban quản lý di tích văn hóa Úc Eo, các khâu nghiệp vụ bảo tàng như nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, kiểm kê, bảo quản, hướng dẫn khách tham quan từng bước đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác bảo tồn, bảo tàng. Trình độ của đội ngũ cán bộ viên chức từng bước được nâng lên, đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học. Nhà trưng bày hiện nay đang hướng đến nâng cấp trở thành bảo tàng văn hóa Úc Eo trong tương lai, đáp ứng yêu cầu xây dựng hồ sơ khu di tích khảo cổ Úc Eo Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.